Cô gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh khối 9. Ở cái tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cái dạng nghị luận thứ hai của dạng nghị luận xã hội của mình đó. Đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Ở cái tiết học này thì chúng ta thấy là cái dạng nghị luận này chúng ta cũng đã được học ở chương trình lớp 7, lớp 8 và đầu chương trình lớp 9 đúng không các bạn? Nhưng cô sẽ hướng dẫn các bạn nắm kỹ hơn hoặc là mở rộng đơn vị kiến thức ở phần dạng nghị luận này hơn nữa ha. Các bạn mở sách giáo khoa trang số 34 nha. Thống nhất với các bạn về việc các bạn ghi bài ở tiết học này á. Các bạn nhìn lên màn hình, nếu thấy slide của cô có 4 viền màu xanh như thế này á, các bạn sẽ ghi bài vào vở ha. Rồi mình đi phần thứ nhất, đó là tìm hiểu bài. Mình có cái phần dấu sau, đó là tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Để tìm hiểu và khai thác cái bài nghị luận này á, về một vấn đề tư tưởng đạo lý á, các bạn sẽ đi vào cái văn bản cụ thể. Đó là cái văn bản tri thức là sức mạnh. Mình nhìn vào phần sách giáo khoa các bạn ha. Khi mình khai thác cái phần văn bản này á, thì mình cũng sẽ gặp chú thích trong phần sách giáo khoa luôn ha. Chúng ta kết hợp cái phần ghi bài trong phần sách của mình á. Rồi trên màn hình cô đã thể hiện với các bạn á, cái văn bản tri thức là sức mạnh. Chữ nó cũng hơi nhỏ ha các bạn ha. Vì cái văn bản thì nó khá là dài, các bạn theo dõi kỹ hơn ở phần sách giáo khoa của mình. Cô xin khái quát cái văn bản này một cách ngắn gọn với những ý sau đây. Nhà khoa học người Anh đã nói một câu nổi tiếng, tri thức là sức mạnh. Sau này Lenin, một người thầy của cách mạng vô sản thế giới, lại nói cụ thể hơn, ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh. Đó là tư tưởng rất sâu sắc. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được tư tưởng ấy. Tri thức đúng là sức mạnh. Rõ ràng, người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng. Bác Hồ của chúng ta sau chuyến đi Pháp năm 1946 trở về đã thu hút được nhiều nhà tri thức Việt Nam danh tiếng đi theo kháng chiến như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, hoặc chúng ta thấy là các bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, nhà toán học Tạ Quang Bửu. Đó là những nhà tri thức mà chúng ta thấy là sẽ giúp ích vào những cái công cuộc hoặc là các ngành quân giới nè, giáo dục và y tế nè, góp phần to lớn đưa cái cuộc kháng chiến đến thành công. Thì ngoài những người tiêu biểu như thế này thì chúng ta thấy còn rất là nhiều cái nhà tri thức khác ha các bạn ha. Tri thức có sức mạnh to lớn như thế, nhưng đáng tiếc là không ít người chưa biết quý trọng tri thức. Họ coi việc học chỉ là để có mảnh bằng, mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng muốn biến nước ta thành một cái quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới, cần phải có biết bao nhà tri thức tài năng trên mọi lĩnh vực. Của tác giả Hương Tâm ha các bạn ha. Rồi ở phần văn bản này á, thì chúng ta nhìn ở phần sách giáo khoa trang số 35 và 36 các bạn. Mình sẽ thấy ở đây người ta đưa ra cho mình 4 cái yêu cầu khá là rõ ha. Mình sẽ lần lượt với cô để xác định những cái yêu cầu này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy yêu cầu đầu tiên của mình trong cái văn bản này á, đó là xác định vấn đề nghị luận. Vậy thì vấn đề nghị luận ở đây là gì các bạn? Mình trí thức, mình nhìn ở cái phần đoạn thứ nhất của mình á, là ở đây người ta đang nhấn mạnh về cái gì đây? Về giá trị của tri thức và vai trò của người trí thức. Vậy thì cái vấn đề nghị luận này chúng ta thấy là nó đã được thể hiện khá rõ ở cái đoạn thứ nhất rồi ha các bạn ha. Đó là giá trị của tri thức và vai trò của người trí thức. Tiếp theo chúng ta xác định đến cái phần bố cục của cái bài văn này.
À, vì bố cục bài văn này thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy là nó có bố cục ba phần ha các bạn ha, bố cục ba phần. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình giúp cô nè. Vậy thì phần thứ nhất là tương ứng với đoạn số 1 của mình trong phần sách giáo khoa đó các bạn. Sách giáo khoa của mình thì nhiệm vụ của phần thứ nhất đó là nêu vấn đề, và vấn đề ở đây được đề cập đến đó là giá trị của tri thức và vai trò của người trí thức. Phần thân bài của mình nó sẽ tương ứng với phần sách giáo khoa của mình, đó là đoạn số 2 và đoạn số 3. Đoạn 2 và đoạn 3 của mình có nhiệm vụ là giải quyết cái vấn đề được nêu ở trên, đó là chứng minh và khẳng định sức mạnh của tri thức. Người ta đưa ra những cái nhà tri thức nổi tiếng nha các bạn ha. Cuối cùng đó là cái phần kết bài, tương ứng với đoạn thứ 4 ha các bạn. Kết thúc cái vấn đề ở đây thì chúng ta thấy là tác giả đang lên án hoặc phê phán những cái biểu hiện không coi trọng tri thức, đúng không? Tri thức có sức mạnh to lớn như thế, nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức. Rồi, vậy thì bố cục ở đây mình thấy là bố cục 3 phần. Mở bài đó là đoạn số 1 nêu ra cái vấn đề nghị luận tri thức là sức mạnh và người có tri thức là người có sức mạnh ha. Ở đây người ta đề cập đến giá trị của tri thức, những người có kiến thức sâu rộng, và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là để tạo nên được sức mạnh của tri thức thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy là có những cái con người phải biết sử dụng tri thức một cách đúng lúc, đúng chỗ, đúng không các bạn? Vậy thì ở phần mở bài thì chúng ta thấy đã nêu ra được cái vấn đề khá là quan trọng ha, trong cái cuộc sống ngày hôm nay ha. Đất nước cũng cần những con người có những cái kiến thức sâu rộng, đúng không bạn? Hay mình nói chung đó là những người có tri thức ha. Mình chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần thân bài. Ở cái phần thân bài này á, các bạn sẽ nhìn vào sách giáo khoa ha. Hồi nãy mình có chia rồi, đó là đoạn số 2 và đoạn số 3. Vì đoạn 2 và đoạn 3 của mình tương ứng với cái vị nhiệm vụ, đó là chứng minh làm rõ vấn đề nghị luận tri thức là sức mạnh. Đúng không các bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ khai thác cho cô những cái dẫn chứng chứng minh tri thức là sức mạnh, đúng chưa nào? Thì chúng ta thấy là ở đây tác giả nhận định rằng tri thức là sức mạnh của cách mạng, đúng không? Đặt trong cái giai đoạn cách mạng chiến tranh. Thì chúng ta thấy rằng Bác Hồ của chúng ta đó các bạn, sau chuyến đi Pháp, đúng không nào? Sau chuyến đi Pháp năm 1946 trở về đã thu hút được nhiều nhà tri thức Việt Nam danh tiếng đi theo kháng chiến, cũng như đó là một số người cụ thể chúng ta sẽ thấy đó là Trần Đại Nghĩa nè, rồi hai đó là Tào Quang Bủ nè, giúp ích cho một số ngành ví dụ như là quân giới nè, giáo dục và y tế, mình cũng thấy rõ rồi đúng không? Vậy ở đây chúng ta thấy là phần thân bài tác giả đã chứng minh khá là rõ nét ha các bạn ha. Chuyển sang tiếp cái phần thân bài thì chúng ta thấy là tác giả kết bài. Và kết bài ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là cái đoạn cuối cùng của mình đó các bạn, là đoạn thứ 4 đúng không nào? Vậy thì đoạn thứ 4 này tất nhiên tác giả sẽ nêu ra những cái ý kiến, những cái đánh giá của mình, đúng không? Và cái ý kiến đánh giá ở đây có nghĩa là tác giả đang phê phán một số người không biết coi trọng tri thức, sử dụng tri thức không đúng chỗ ha các bạn. Tất nhiên thì chúng ta sẽ thấy là không phải ai cũng nhìn nhận đúng vấn đề, không phải ai cũng có cái việc đó là sử dụng tri thức một cách đúng chỗ ha, tạo nên sức mạnh của tri thức. Thì mình sẽ thấy là ở những người này họ luôn có cái nhận định rằng là họ không biết rằng muốn biến nước ta thành một cái quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới thì họ cần phải có tri thức, đó là phải có những cái lực lượng tri thức, hay chúng ta hiểu đó là có cái nguồn nhân tài, đúng không các bạn, thì mới dựng xây được đất nước ha.
giúp cho các khía cạnh của đất nước của mình phát triển nha các bạn. Ngày nay thì đất nước của mình đang kêu gọi đúng không? Và chúng ta xem những cái chương trình, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là có rất là đất nước mình có những nhân tài rất là đáng để mình noi theo đúng không các bạn? Mình là tầng lớp của người học sinh đúng không? Học hỏi và học tập ha. Vậy thì chúng ta thấy là bố cục của bài văn ở đây là gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài ha các bạn ha. Rồi, các bạn nhìn lại, cô hệ thống lại cho các bạn ha. Mở bài, thân bài và kết bài, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề nè, kết thúc vấn đề nè. Vì chúng ta thấy là ở cái việc nêu vấn đề thì chúng ta thấy là cái phần thân bài và phần kết bài nó đều hướng về cái phần mở bài của mình, đó là nêu vấn đề, giải quyết cái nhiệm vụ nêu vấn đề ở đây ấy, là giá trị của tri thức và vai trò của người trí thức. Thì mình có thể đưa ra một cái nhận xét của mình là bố cục của cái bài văn này nó như thế nào đây các bạn, nó được sắp xếp như thế nào, các lập luận ở đây sắp xếp như thế nào các bạn. Nó khá là chặt chẽ và rõ ràng. Ở đây cô đưa ra cái nhận định như vậy ha. Thì tất nhiên một cái bài văn nghị luận nào á, chúng ta cũng phải sắp xếp như một bố cục nó rõ ràng, chặt chẽ như vậy thì chúng ta mới đạt được yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng và đạo lý. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang tiếp cái phần đó là khai thác cái phần luận điểm ở đây. Luận điểm ở đây thì cô và các bạn cũng cần khai thác để tìm cái luận điểm ha các bạn ha. Ở cái phần mở bài của mình á, thì mình thấy cái mở bài này được làm cái đoạn văn được viết theo cái lối gì các bạn, quy nạp hay diễn dịch, quy nạp hay diễn dịch, thì mình sẽ xác định cái phần luận điểm nha. Thì chúng ta thấy cái phần mở bài này được viết theo cái lối đó là quy nạp, vì câu luận điểm của mình nó sẽ là câu cuối ha các bạn ha. Đó là một cái tư tưởng rất là sâu sắc, đúng chưa? Đó là câu luận điểm các bạn có thể gạch vào trong sách giáo khoa của mình ha. Và cái phần đó là tuy vậy không phải ai cũng hiểu được tư tưởng ấy, đúng không? Thì cái phần này thì mình thấy nó cũng liên quan đến cái phần luận điểm của mình, nhưng nó chưa có rõ lắm mà các bạn, nó có thể là phần chuyển ha. Rồi, tiếp tục mình sang đến cái phần thân bài của mình á. Phần thân bài của mình ở đây thì chúng ta thấy rằng á, tác giả đã đưa ra hai cái luận điểm chính để giải quyết cho cái vấn đề này ha. Đó là luận điểm thứ nhất, đó là tri thức dùng đúng là sức mạnh ha các bạn. Tri thức đúng là sức mạnh, cô đọc lại như vậy. Tiếp tục, mình thấy là luận điểm thứ hai của mình á, tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng, đúng không? Luận điểm thứ hai thì nó rõ hơn, minh chứng cụ thể hơn trong những cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ ha các bạn ha. Và cái phần kết bài của mình thì mình thấy là ở đây chúng ta sẽ thấy nó cần giống với cái phần thân bài của mình á. Cách viết đoạn văn ở đây á, điền bài luận điểm ở đây thì theo lối gì các bạn? Theo lối diễn dịch đúng không? Theo lối diễn dịch thì cô có thể nhận định rằng cái câu luận điểm ở đây như thế này: tri thức có sức mạnh to lớn như thế, nhưng đáng tiếc là không mà là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức ha các bạn ha. Câu luận điểm là như vậy ha. Vì mình nhận xét rằng luận điểm ở đây nó thật là đúng đắn đúng không bạn, và nó trình bày một cách sáng tỏ lên cái vấn đề đó ha. Tiếp theo đó là cái phép lập luận chủ yếu trong cái bài văn này á, thì mình thấy cái phép lập luận chủ yếu ở đây là phân tích, giải thích đúng không các bạn, vân vân nữa, thì mình sẽ thấy rõ là bài văn này tác giả dùng phương thức nào chính các bạn. Các bạn suy nghĩ xong chưa? Đó là phương thức chứng minh đúng không? Tác giả đưa ra những cái dẫn chứng của mình để chứng minh đúng không nào? Dẫn chứng được chưa? Hay có nghĩa là mình hiểu là lập luận ở đây của tác giả, luận cứ ở đây tác giả là dùng lý lẽ và dẫn chứng nè để thuyết phục người đọc đúng không? Mà cái dẫn chứng ở đây mình có thể hiểu á, dẫn chứng ở đây nó có tiêu biểu không các bạn? Rất là tiêu biểu đúng chưa? Những cái người này mình biết không các bạn?
có một hai người thì mình biết đúng không, mình cũng nghe rồi ha, mình tìm hiểu được đúng chưa? Hay mình nói cụ thể đi, những chứng tiêu biểu của mình ở đây đó là mình có thể nói là bác à, bác Hồ thì tất nhiên ai cũng biết ha, vì thì dẫn chứng còn phải chọn lọc tiêu biểu và chính xác. Vậy thì cái bài văn của mình á, tri thức là sức mạnh của mình á, mình đã khai thác được những phần sau đây các bạn ha. Đó là phần thứ nhất, đó là nêu vấn đề, hay mình xác định đó là phần vấn đề nghị luận. Phần thứ hai của mình xác định đó là bố cục, và phần thứ ba của mình xác định đó là luận điểm. Phần thứ tư của mình đó là phép lập luận chủ yếu trong cái bài văn này ha. Vậy thì cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu được một số cái yêu cầu cũng như một số cái phần nội dung chính của cái bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, đúng không nào? Ở cái bài này thì chúng ta thấy là còn một cái ý cuối cùng nữa bạn, đó là ý D của mình, đúng không? Thì như ban đầu cô nói với các bạn á, ở cái tiết học này thì cô hướng dẫn các bạn cái dạng nghị luận số 2 của cái thể loại nghị luận xã hội của mình, đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, đúng không nào? Mà trước đó thì các bạn tìm hiểu đó là dạng nghị luận số 1, nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Thì bây giờ sau khi mình học xong được á, hai cái dạng nghị luận này á, mình thử so sánh cho cô có những cái điểm giống và điểm khác gì ha các bạn ha. Cô có cái phần gợi ý câu hỏi cho các bạn như thế này, các bạn có thể xem ha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta bước vào cái phần mà chúng ta phân tích, so sánh, phân biệt ha các bạn ha. Phần thứ nhất của mình, chúng ta có thể thấy đương nhiên của mình á, hai cái dạng nghị luận này nó đùng cùng chung một cái dạng nghị luận mình gọi đó là dạng nghị luận xã hội, đúng không? Nghị luận xã hội có nghĩa là nghị luận về những cái vấn đề, những cái tư tưởng trong cái đời sống của mình đó các bạn ha. Đó là điểm giống nhau nè, điểm giống nhau. Còn riêng cái điểm khác nhau á, khác nhau thì các bạn có thể khai thác, các bạn cũng đã nắm được đúng không, nhưng mà các bạn chưa có vững thôi. Giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn hệ thống lại thêm nữa ha. Đó là nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống á, thì cái đối tượng ở đây á, là một cái sự việc hoặc là cái hiện tượng trong đời sống, đúng không bạn ha. Ví dụ mình có thể cho đó là ô nhiễm môi trường nè, xả rác bừa bãi nè, hoặc đó là chúng ta thấy là học sinh mải mê chơi điện tử dẫn đến cái việc lơ là trong việc học, đúng không ha, vân vân ha. Hôm trước tiết đầu tiên thì mình cũng có tiết 102 mình cũng có rồi, ví dụ rồi đó, 103 đúng không, 104 nè ha. Mình có rất là nhiều đề rồi đó các bạn. Bây giờ mình chuyển sang đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, thì cái đối tượng ở đây á, là những cái vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng hoặc đạo đức lối sống của con người ha các bạn ha. Vậy mình có thể hiểu luôn ở đây á, đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, hay chính xác đó là chúng ta nêu ra những ý kiến, chúng ta bàn luận về những cái tư tưởng hoặc là cái đạo đức, cái lối sống của con người, nó cũng như là một cái khái niệm đó các bạn ha. Điểm khác nhau, rồi điểm giống nhau, điểm khác nhau, các bạn hình dung một lượt lại cho cô nào. Bây giờ mình chuyển sang đến một cái điểm khác nhau nữa ha các bạn, xuất phát điểm của những cái dạng nghị luận này như thế nào. Đối với nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống của mình á, thì xuất phát từ thực tế đời sống nè, và các sự việc hiện tượng nó sẽ được rút ra để ra được những cái vấn đề tư tưởng. Khi mình hiểu rằng á, sự việc hiện tượng là xuất phát điểm và tư tưởng là cái vấn đề mà chúng ta thấy chúng ta cần phải rút ra ha. Các bạn nhớ lưu ý cho cô, sự việc và hiện tượng là xuất phát điểm. Còn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý của mình á, thì mình thấy nó đề cập khá rõ ở cái đề bài rồi, đúng không bạn? Ví dụ như là uống nước nhớ nguồn nè, hoặc mình sẽ thấy đó là học đi đôi với hành nè, đúng không, vân vân ha. Thì mình sẽ dùng những cái phương pháp đó là giải thích, chứng minh, phân tích để làm sáng tỏ các tư tưởng và cái đạo lý quan trọng đối với đời sống con người. Vậy mình hiểu ở đây xuất phát điểm đó là từ
tư tưởng, quan điểm của con người ha các bạn ha. Hai cái này là mình lưu ý ha. À, mình có thể ghi nhận lại để mình nhớ cho kỹ hơn ha. Được chưa? Bây giờ mình chuyển sang một phần tiếp theo, đó là mình tổng hợp lại những kiến thức mình đã học ở bài ha các bạn ha. Vậy nghị luận thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? Cô có thể gửi đến với các bạn tương ứng với phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 36 ha. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng đạo đức nè, lối sống của con người ha các bạn. Cô gạch dưới lưu ý rồi các bạn ở những cái điểm này. Rồi, vậy thì chúng ta thấy là yêu cầu về mặt nội dung và hình thức của bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là như thế nào? Thì chúng ta có thể nhận định cho cô ha. Đó là về mặt yêu cầu về mặt nội dung của mình á, thì cái bài nghị luận này cần làm sáng tỏ những cái vấn đề tư tưởng nè, đạo lý bằng cách mình làm sao các bạn? Mình giải thích, mình chứng minh, mình so sánh, mình đối chiếu, mình phân tích. Và mục đích ở đây thì mình để chỉ ra được cái chỗ đúng hay là cái chỗ sai ha của một cái tư tưởng nào đó, nhằm khẳng định tư tưởng của người viết. Về mặt hình thức thì chúng ta thấy bài viết này tất nhiên là phải có bố cục ba phần: mở bài, thân bài và kết bài ha. Có luận điểm đúng đắn nè, sáng tỏ rõ ràng, và hơn nữa đó là lời văn cần phải chính xác và sinh động ha các bạn ha. Lời văn chính xác, sinh động, ngắn gọn, hàm xúc, được chưa? Rồi vậy thì mình nắm cho cô ba ý chính này ha, ba ý chính này lưu ý ha, mình đọc để mình hiểu rõ hơn nha các bạn. Rồi vậy mình có thể ghi nhận vào cái bài học giúp cô ha, đó là phần ghi nhớ nè, sách giáo khoa trang số 36, phần thứ ba của mình, đó là phần ba la mã của mình á, đó là phần luyện tập ha các bạn ha. Mình học lý thuyết xong mình ứng dụng phần thực hành luôn ha. Phần thực hành ở đây thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có một cái văn bản đó các bạn, văn bản luôn, nó nhìn nó rất là ngắn gọn đúng không, ngắn gọn so với cái văn bản tri thức là sức mạnh đó. Thì văn bản của mình với cái nhan đề đó là thời gian là vàng đúng không, có nghĩa đi đề cập đến gì các bạn? Giá trị của thời gian, hay có nghĩa là thời gian nó quý như vàng đúng chưa? Rồi ha, mình có thể nhìn như thế này, hình tượng ha, hình tượng nha các bạn. Bây giờ mình đi vào một cái bài văn bản như thế này. Bài văn bản của Phương Liên ha các bạn ha. Mình thấy ở đây đó là gì? Thời gian là vàng nè. Các bạn tự đọc cái văn bản này dùm cô ha, cái văn bản nghị luận này ha. Mình đọc để mình xác định một số yêu cầu ha các bạn ha. Vì đọc sơ và khái quát nha các bạn. Ngạn ngữ có câu: thời gian là vàng, nhưng vàng thì mua được mà thời gian thì không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá. Thời gian quan trọng ha bạn, thời gian trôi qua, tuổi trẻ trôi qua thì làm sao các bạn, mình có thể quay trở lại được hay không ha. Mình tự suy nghĩ ha các bạn về cái cách học của mình ha, cái cách học của mình ha, đừng để tuổi trẻ trôi qua ha các bạn ha. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà mình không có xác định được mục tiêu phấn đấu của mình ha, trong cái cuộc sống như thế nào. Rồi vậy thì ngoài chờ để chứng minh thời gian không chỉ là vàng á, thì chúng ta thấy tác giả còn đưa ra đó là thời gian là sự sống đúng không, hoặc hai đó là thời gian là thắng lợi nè, thời gian là tiền nè, là tri thức nè, đúng chưa? Người ta đưa ra một vài cái vấn đề, ví dụ như là bạn vào bệnh viện, hoặc là hỏi các anh bộ đội là trong kinh doanh nè, vân vân, đúng chưa? Hai các bạn hình dung ha vị ha. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào phần sách giáo khoa của mình để mình xác định một số yêu cầu của văn bản này nha các bạn. Các bạn có thể nhìn và tự đọc giúp cô ha. Rồi bây giờ cô xin lặp lại với các bạn những yêu cầu sau đây. Phần A đó là văn bản trên thuộc loại nghị luận nào, thuộc loại nghị luận nào các bạn. Phần B
văn bản nghị luận về vấn đề gì, chỉ ra luận điểm chính của nó. Phần C, đó là phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì, và cách lập luận trong bài này có sức thuyết phục như thế nào ha. Mình xác định là có 3 yêu cầu ha các bạn ha, 3 yêu cầu chính. Rồi, trước khi mà cô đến với phần gợi ý của cô thì các bạn tự suy nghĩ và nhìn vào sách đi, mình xác định luôn ha. Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào, các bạn dạng nào? Về nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống hay nghị luận về một tư tưởng, một vấn đề tư tưởng đạo lý? Tất nhiên các bạn cũng có câu trả lời rồi đúng không? Văn bản nghị luận về vấn đề gì các bạn? Vấn đề gì? Là mình dễ xác định thôi. Mình xác định từ nhan đề này, mình xác định từ đâu những cái câu văn trong cái văn bản á, và sau đó mình chỉ ra luận điểm chính thì mình xác định coi bao nhiêu đoạn văn và viết đoạn văn theo lối gì thì mình xác định luận điểm thôi. Phép lập luận chủ yếu trong bài này thì mình thấy có rất là nhiều phép đúng không, phân tích, giải thích nè, so sánh, đối chiếu nè, vân vân, đúng không bạn? Thì bạn tự nhận định ha. Và cuối cùng đó là đưa ra một cái ý kiến của mình, đánh giá có cái bài viết này nó như thế nào ha, có sức thuyết phục hay không ha. Rồi, vậy thì qua cái phần mà cô hướng dẫn các bạn khai thác á, thì cô cũng có gửi đến với các bạn cái đáp án như thế này luôn ha, các bạn có thể ghi nhận. Ở bài tập này đó là chúng ta có thể phần A chúng ta trả lời như thế này: văn bản thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, đúng chưa? Một vấn đề tư tưởng đạo lý chứ không phải là sự việc trong đời sống ha. Phần B của mình á, đó là văn bản nghị luận về vấn đề, đó là giá trị của thời gian, đúng không? Thời gian rất là quan trọng. Và các luận điểm ở đây á, mình thấy luận điểm chính ở đây đó là thời gian là sự sống nè, thời gian là thắng lợi nè, thời gian là tiền nè, thời gian là tri thức, đúng chưa? Thì mình có mấy luận điểm các bạn. Ở đây thì mình thấy là tác giả triển khai 4 luận điểm chính, đúng chưa? Và mỗi luận điểm chính như thế này thì người ta có đưa ra những cái luận cứ, lý lẽ và dẫn chứng để khai thác cho cái luận điểm này ha. Để làm sáng tỏ cho cái luận điểm này thì các bạn có thể nhìn lại phần sách giáo khoa của mình á. Rồi, hình dung lại ha các bạn, mình đã đi được phần A và phần B rồi ha, hai yêu cầu. Bây giờ mình chuyển sang cái phần yêu cầu thứ ba của mình á, đó là phép lập luận chủ yếu trong bài này á. Đó là mình dùng cái mình thấy cái phép gì nó tiêu biểu hơn các bạn. Cái phép ở đây mình thấy là phép phân tích đúng không, và có kèm theo cái dẫn chứng ha. Nhưng mà so với cái bài tri thức là sức mạnh đó thì bạn sẽ thấy là cái phép mà chứng minh nó thể hiện khá rõ hơn các bạn ha, khá rõ, khá nhiều đúng không, chủ yếu. Nhưng cái bài này nó sẽ khác ha. Vậy mình tìm hiểu được hai cái bài với hai phương pháp khác nhau, phương pháp lập luận khác nhau ha. Rồi, vậy thì mình nhận định ra đó là cách lập luận của bài này rất là có cái sức thuyết phục đối với người đọc đúng không các bạn. Nó vừa giản dị nè, vừa dễ hiểu. Nếu mình đọc văn bản thì mình thấy là viết rất là ngắn gọn nè, hàm súc đúng không, đọc vô dễ xác định được luận điểm luôn. Vậy đó là yêu cầu cuối cùng trong cái bài này ha các bạn ha. Mình chuyển sang một cái phần tiếp theo ha các bạn, đó là cái phần mà cô hệ thống lại cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay đó. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay các bạn có thể hình dung lại cho cô nha các bạn. Mình sẽ thấy là gì? Mình có phần 1 la mã tìm hiểu bài với cái văn bản tri thức là sức mạnh nè. Phần số 2 của mình á, mình sẽ thấy đó là phần ghi nhớ sách giáo khoa trang số 36, và phần thứ ba của mình là phần luyện tập với cái văn bản thời gian là vàng ha. Vậy đây là cái nội dung của bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý ha các bạn ha, nắm kỹ nha. Rồi, bây giờ mình chuyển sang một cái phần, đó là cái phần bài tập về nhà. Cái phần bài tập này về nhà ở tiết 105 này á, cô gửi đến với các bạn nó cũng khá là nhẹ nhàng.
nó khá nhẹ nhàng và nó đơn giản nha các bạn. Mình làm một cách nhanh chóng ha. Mình có thể mở vở bài tập ra, mình ghi nhận luôn. Rồi, bước vào phần bài tập này thì mình chơi một cái trò chơi đi các bạn, đó là đuổi hình bắt chữ nè. Có nghĩa là nhìn hình và đoán ra cho cô những cái câu ca dao, tục ngữ, câu nói, thành ngữ, danh ngôn vân vân, đúng không? Nó liên quan đến cái vấn đề tư tưởng, đạo lý nha các bạn. Có nghĩa là mình đang khai thác cái những cái đề bài của cái bài học này ha. Hình thứ nhất thì các bạn nhìn lên màn hình, các bạn sẽ thấy đây là cái khu nghĩa trang liệt sĩ nè. Và những cái cô chú bộ đội ở đây thì chúng ta thấy đang làm gì các bạn? Đang thắp hương tưởng niệm, đúng không? Ghi nhớ công ơn của những vị anh hùng đã ngã xuống cho nền độc lập của đất nước ha. Vậy thì các bạn hãy tìm những cái câu tục ngữ nào nó tương đương với cái hình ảnh như thế này và cái sự việc hành động như thế này của những cô chú bộ đội nha các bạn ha. Mình có thể tìm ha một vài câu tục ngữ tương đương với cái hình ảnh như thế này, các bạn hình dung được chưa? Rồi mình chuyển sang cái hình ảnh thứ hai ha. Hình ảnh thứ hai của mình á thì mình sẽ thấy đó là một cái hình mặt cười nha các bạn. Ở đây có cái mặt cười nha các bạn, và một cái dấu đó là dấu bằng nè, dấu bằng ha. Rồi ở đây là một cái gì? Vàng, những cái thỏi vàng, hay mình hiểu đây là của cải của con người á. Vậy mình thấy là ở đây là một mặt cười nè, ở đây là của cải con người, dấu bằng nè. Các bạn khai thác với ba cái gợi ý này ha. Đó là một cái câu câu nói, một câu tục ngữ như thế nào, câu tục ngữ nào tương ứng ha các bạn ha. Câu nói, câu tục ngữ nào tương ứng, nhìn lại ha các bạn, nhìn lại suy nghĩ thôi ha. Rồi bây giờ cô chuyển sang cái hình ảnh thứ thứ ba. Hình ảnh thứ ba mình đã thấy có sự kết hợp giữa hai cái hình nhỏ đó để tạo ra một cái câu nói tục ngữ ha, thành ngữ danh ngôn của mình đó. Đó là mình thấy cái em học sinh này đang học rất là chăm chỉ nè, học, đúng không? Còn ở đây mình sẽ thấy đó là có những cái phép hành, đúng không? Vậy thì mình ra cái câu câu tục ngữ câu nói nào bạn? Câu tục ngữ câu nói nào liên quan đến hai cái chi tiết này? Các bạn tìm ha. Bây giờ cô chuyển sang cái bài tập số 2 cái đó các bạn. Hồi nãy mình đi bài tập thứ nhất, bây giờ mình sang bài tập số 2. Bài tập số 2 này sẽ giúp mình nhận định lại cái bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý ha. Mình sẽ chọn một câu trả lời đúng nhất nha các bạn. Đây mình có cô đưa ra một cái câu hỏi trắc nghiệm á. Thì cô xin đọc cái câu hỏi này như thế này. Ý nào sau đây không phù hợp với bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? Thì câu A của mình á, đó là nội dung đem ra bàn luận vấn đề tư tưởng đạo lý, lối sống của con người. Câu B, bài viết có bố cục 3 phần, có luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, chính xác và sinh động. Câu C, bài viết cần trau chuốt bóng bẩy, vào hình ảnh, sử dụng nhiều biện pháp tu từ. Câu D, vận dụng linh hoạt các thao tác chứng minh, giải thích, so sánh, phân tích, đối chiếu, vân vân ha các bạn. Vậy thì các bạn có thể chọn cái đáp án nào đúng nhất sau khi mình đã khai thác tìm hiểu cái bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý rồi các bạn. Suy nghĩ cho kỹ ha. A, B, C và D. Rồi bây giờ cô chuyển sang bài tập số 3. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình ha. Bài tập số 3 của mình á, thì chúng ta thấy rằng là gì? Cũng là một câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn so sánh lại hai cái dạng nghị luận của mình á. Hai nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thì mình thấy là trong các đề bài sau, đề bài nào thuộc bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?
Câu A của mình với đáp án tác giả Nam Cao và tác phẩm Lão Hạt. Câu B, suy nghĩ của em về đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng, trồng cây. Câu C. Câu C là một cái vấn đề đang nổi của đất nước của mình luôn á. Và đang đây là cái vấn đề cấp bách của thế giới của mình ha các bạn ha. Mình thấy đó là đất nước ta và thế giới đang trải qua một cái dịch bệnh khủng khiếp COVID-19 do virus corona gây ra. Em có suy nghĩ gì về cái dịch bệnh này? Rồi, tiếp tục câu D. Đó là cảm nhận của em về truyện ngắn Chiếc Lục Ngà của Nguyễn Quang Sáng. Các bạn có thể chọn cho cô cái đáp án đúng nhất ha các bạn ha. Mình ghi vào vở nha. Đáp án đúng nhất thì mình xác định ha cái dạng nghị luận. Nếu mà mình làm được 3 cái bài tập này thì tất nhiên là mình cũng đã nắm được cái tiết học 105 của mình đúng không các bạn? Đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý ha. Rồi. Trước khi kết thúc cái tiết học ngày hôm nay thì cô chúc các bạn nắm được bài tập, nắm được bài ha và làm bài tập một cách đạt hiệu quả. Chúc các bạn thành công ha. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở tiết học sau.